Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở tập trước, Diệp Phàm cắt tiên phần, làm lộ ra một sinh vật còn sống với đôi mắt như lửa. Mọi người kinh hãi và bỏ chạy tán loạn vì sợ hãi sinh vật bí ẩn này. Sinh vật này có uy áp lớn lao, khiến mọi người cảm thấy như đang đối mặt với một vị thần linh. Chuyển sang tập 182 của Già Thiên. Vị đại năng cơ gia là người đầu tiên ra tay, năm ngón tay giương lên, năm đạo điện mang bắn ra, đang vào cùng một chỗ hình thành một tấm lưới thần, bao bọc tiên phần như muốn nhốt đánh trận văn vào trong đó. Đó là đạo văn bọn họ đã khắc sẵn cho huyết tế thai, nhưng kỳ thạch này cũng không có cắt ra vương còn sống, mà tiên phần lại xuất hiện kinh thiên ngoài ý muốn. Phốt! Điện mang vỡ vụn, thanh âm cũng không lớn, nhưng có dao động năng lượng hủy diệt khiến người khiếp sợ, trong tiên phần chỉ thò ra một bàn tay lập tức liền xé nát lưới thần. Vị đại năng cơ gia một kích phí công, không thể nhốt đánh trận văn vào trung ương, tiên phần không nhúc nhích chút nào, một đôi tay hữu lực bám vào tiên phần, vạch ra một khe lớn. Rắc! Tiên phần toàn diện nứt nẻ, một đôi cánh tay trước hết thò ra ngoài, đồng thời cặp mắt kia càng thêm rực rỡ, như hai ngọn đèn pha nhấp nháy tỏa ánh sáng. Cánh tay mọc lông, đây khẳng định không phải là tiên linh gì, đây là một con quái vật. Bộ lông màu vàng, cánh tay hình người, đây là sinh linh gì đây? Mọi người bay ngược lại, trong miệng kêu to, rất nhiều người tốc độ mau đến sớm đã không thấy bóng dáng. Tuy nhiên cũng còn nhiều người lựa chọn từ xa trên không trung quan sát. Thạch phường của các thánh địa có văn bản quy định rõ ràng không thể phi hành, nhưng giờ phút này ai cũng không cần, tánh mạng quan trọng hơn hết, tất cả đều nhảy vọt bay trên trời cao. Keng! Đại hạ hoàng thúc ra tay, chính đạo chân long khí xuất thế, chen chúc lao xuống tê rống, giống như chính con rồng lớn chân thật, thoáng chốc liền lượn quanh ở phụ cận. Chính con rồng cuốn lấy quấn quanh phần mộ, nhốt đánh vào giữa đạo văn vừa tách khỏi mặt đất, muốn truyền tống nó vào thần thành thiên lao. Ông! Hư không như một mặt trống lớn bị người vỗ động rung chuyển cả lên, tiếng ong ong kêu vang không ngừng. Ở trong tiên phần bắn ra hai chùm tia sáng, cắn nuốt long khí, chậm rãi phân giải chính đạo chân long, tan biến giữa không trung. Đó là ánh mắt của nó, đã vậy còn quá khủng bố. Hai mắt có thể luyện hóa rồng. Đây rốt cuộc là sinh vật gì mà cường đại như thế? Ngay cả là một ít nhân vật lớp người già cũng đều lộ vẻ sợ hãi, kết quả này thật khiến cho bọn họ toát ra từng cơn ớn lạnh. Chư thánh tử cùng các thánh nữ đều lộ thần sắc ngưng động, đứng trên không trung, không hề chớp mắt ngóng nhìn. Nhất là đại hạ hoàng tử, biểu tình vô cùng ngưng trọng, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tiên phần. Ầm. Đột nhiên, từ thiên hùng đại cường đạo thứ ba ra tay, nâng lên một chưởng vỗ xuống dưới, một phương đại ấn hiện ra ở dưới lòng bàn tay, mặt trên long hổ tranh bá, đạo văn dày đặc. Đại ấn cổ sơ, không biết trầm trọng tới bao nhiêu, chậm rãi áp xuống hướng tiên phần. Giờ khắc này mọi người đều có cảm giác hít thở không thông, gần như sắp nghẹt thở. Ầm. Sinh linh trong tiên phần kia không có động tác võ thuật gì đẹp mắt, trực tiếp tung một quyền đánh ra, bàn tay màu vàng mọc đầy lông kia lóe ra kim quang, hình như có lực lượng xé rách bầu trời. Nó đánh ra một quyền, hư không như bức họa đồ, rầm rầm trung chuyển, giống như bất cứ lúc nào sẽ bị xé rách, bày ra khí thế dương cương và khí phách đến mức tận cùng. Ầm. Nắm tay lông vàng đánh lên trên đại ấn phong cách cổ xưa, phát ra một tiếng vang lớn, ông ông vang dội trong màng tai mọi người. Từ xa trên không trung, rất nhiều người không đứng vững thân mình, thiếu chút nữa rơi xuống dưới trời cao. Đại ấn chậm rãi biến mất, vô thanh vô tức dập nát, nắm tay lông màu vàng kia cũng hơi có chút run rẩy, một mình đứng giữa không trung chốc lát, sau đó chậm rãi thu lại. Ba nhân vật cấp thánh chủ lần lượt ra tay, hiển nhiên đã nhìn ra gì đó. Thân là đại năng ngạo nghễ chưa bao giờ vây công, lúc này lại tách ra vây quanh nó. Mà sinh linh bên trong tiên phần cũng không có nóng vội nhảy ra, dường như nó đang cân nhắc, quyết không có khả năng là một hung vật chỉ biết giết chóc. Xích Long lão đạo bước hai bước về phía trước, sinh linh trong tiên phần dường như không còn bình tĩnh được nữa, ầm một tiếng hoàn toàn phá nát phần mộ cổ, rất nhanh đi ra. Loại sinh linh này là... Từ không trung xa xa, truyền đến một tràng tiếng kinh hô, loại sinh linh hình người này khí thế phi phàm, có một loại chiến ý ngẩng cao. Nó cũng không cao lớn bao nhiêu, không tới 5 xích, nhưng phi thường rắn chắc, có thân thể người, bộ lông màu vàng dày đặc, phát sáng lấp lánh. Mặc dù nó cũng không phải oai hùng vĩ ngạn, nhưng có cảm giác lực lượng cường đại, giơ tay nhấc chân dường như có thể hái sao lấy trăng trên trời, trong động tác nhẹ nhàng lại áp bức hư không phải vặn vẹo. Nó như là con viên hầu, nhưng trông như cùng loại với người, chỉ có điều là lông vàng dày đặc, khó có thể gọi nó là nhân loại. Nó đứng ở nơi đó, lại có một khí thế ngoài ta ra không có ai, duy nhất chỉ có ta độc tôn. Đây là một loại uy áp trời sinh, dường như là kẻ bề trên đứng sừng sững trên đám mây, bể nghệ sinh linh trong thiên địa, một cặp mắt kim quang bắn ra bốn phía, như ánh lửa trong ngọn đuốc. Là con khỉ tôn ngộ không trong truyền thuyết.
Diệp Phàm cũng sinh ra ý niệm trong đầu như vậy, đương nhiên hắn cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, cũng không cho là thực. Tại dưới chân sinh linh này, có một đống thần nguyên vỡ tan, xen lẫn nhiều màu sắc, hào quang đẹp mắt, nhưng khó có thể che giấu uy thế của nó. Hỏa nhãn kim tinh nhìn quét qua mọi người, khiến tâm thần người ta rúng động. Giờ phút này nó là duy nhất trong thiên địa, bất kể là thần nguyên vỡ nát hay là thần nữ cách đó không xa đều bị người ta bỏ qua, tất cả đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào nó. Đây là mười mấy vạn năm lại có người cắt ra một sinh linh chân chính còn sống, một kẻ bề trên thời thái cổ cường đại, thậm chí rất có thể là một vương của thái cổ. Người của Diêu Quang Thánh Địa đều biến sắc, không chỉ có bị tổn thất thảm trọng, còn vì sinh linh cường đại này xuất thế khiến cho bọn họ thấp thỏm không yên, thực rất có thể sẽ phá hủy thạch phường. Tiên phần trưng bày ở trong này cũng không biết đã bao nhiêu năm, từ khi bị Nguyên Thuật Tông Sư phủ quyết, vẫn không ai để ý tới, không ngờ bên trong lại có sinh linh còn sống. Vả lại, thực hiển nhiên sinh linh này đã sớm thức tỉnh, chỉ là vẫn chưa xuất thế mà thôi, cũng may mắn là hôm nay cắt ra nó, bằng không tương lai nó tự mình đột nhiên nhảy ra, không chừng sẽ gây ra đại loạn khó bề tưởng tượng. Bỗng nhiên, vị đại năng Cơ Gia lại ra tay, hóa ra một bàn tay to tối đen, bao phủ bầu trời che lấp mặt đất, khắp thạch viên đều bị bao phủ trong đó. Bàn tay to màu đen úp ngang trời, như mảng mây đen đè ép xuống dưới, đúng là hư không đại thủ ấn, đè ép hư không không ngừng sụp đổ. Sinh linh thân khoác bộ lông màu vàng, phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, há mồm phun ra một luồng kim quang, khí thế ngút trời, khí tức cường đại khiến mọi người đang xem cuộc chiến tất cả đều run rẩy một trận. Kim quang trong miệng nó phun ra chặn lại bàn tay to màu đen, như sấm sét nổ vang trời, vang vọng khắp thần thành, giống như là một đại tinh cầu bị phá hủy ở trong tinh vực, khủng bố đến mức tận cùng. Đạo bào cũ kỹ của Xích Long lão đạo phất phơ theo sói, từng bước một đi tới phía trước, lộ ra vẻ mặt kinh sợ, nói: "Đây là vương tộc của thái cổ." Vương tộc. Nghe tới những lời này, rất nhiều người thật hít một hơi khí lạnh, thêm nhiều người cấp tốc bay ngược lại, hận không thể trốn vào chân trời. Vương của thái cổ rất hiếm thấy như Long Phượng, Sừng Lân, có khả năng luận bàn cùng đại đế. Đạo huynh. Huynh tin tưởng nó là một vương tộc. Từ Thiên Hùng đại cường đạo thứ ba hỏi. Xích Long đạo nhân gật đầu, nói: "Nó là một vương tộc, nhưng không có nghĩa là nó đã trở thành vương của thái cổ, nếu ta không nhìn lầm nó còn chưa có trưởng thành." Vương tộc thái cổ còn chưa có trưởng thành. Mọi người càng thêm giật mình kinh sợ, vậy mà còn có thể có không gian trưởng thành ư? Còn chưa đạt tới đỉnh phong mà đã có chiến lực kinh người như vậy, nếu thực trở thành vương của thái cổ, sẽ có uy thế như thế nào đây? Đây là đấu chiến thánh viên trong vương tộc thái cổ, là thánh giả đấu chiến trời sinh, cho dù là ở thời đại thái cổ cũng tìm không được hai ba con. Xích Long lão đạo nói ra một câu như vậy, khiến mọi người ở đây càng thêm hết hồn, thánh viên chuyên đấu chiến mà sinh ra, nghe thấy tên liền biết địa vị của nó. Giờ phút này, thần thái của đấu chiến thánh viên này cũng biểu lộ ra vẻ siêu nhiên của nó, hỏa nhãn kim tinh, chiến ý ngẩng cao, bể nghệ tứ phương, nhấc tay giơ chân dường như có thể xé tung bầu trời. Vương chưa trưởng thành, một thánh giả đấu chiến trời sinh, làm cho mấy vị đại năng đều động tâm, nếu trước mắt có thể thu phục, tương lai sẽ có nội tình mạnh đến mức nào. Chỉ nghĩ tới đã khiến người ta khiếp sợ. Vị đại năng Cơ Gia ra tay, Tiệt Thiên Chi bắn ra, hóa hình thành năm đạo chân long, đánh về phía trước muốn trói buộc đấu chiến thánh viên lại. Con thánh viên này cả người nở rộ kim quang, mỗi một sợi lông đều phát sáng lóng lánh, lại có một cổ thần vận bảo tướng trang nghiêm, nó đơn giản mà lại trực tiếp tung một quyền đánh ra. Đùng. Trong thạch viên truyền đến tiếng vang hủy diệt. Con đấu chiến thánh viên còn chưa có trưởng thành này chỉ tung một quyền liền dập nát năm con chân long, phá giải bí thuật vô thượng ghi lại trong hư không cổ kinh. Quả nhiên là thánh giả đấu chiến trời sinh. Mọi người đều kinh hãi, con thánh viên này lực có thể xé tung bầu trời, cũng không khôi vĩ mà đã có khí thế dời núi lấp sông. Xa xa, Diệp Phàm không có bay lên trời cao, mà cùng với Lý Hắc Thủy ở ngoài rừng trúc quan sát, hắn cảm nhận được tốc độ máu chảy trong cơ thể mình có chút nhanh hơn, vội vàng áp chế che giấu xuống. Xích Long đạo nhân tiến lên, vươn một bàn tay to đỏ thẫm như máu chụp xuống hướng đấu chiến thánh viên. Hắn vừa ra tay, mấy vị đại năng đều biến sắc, sợ vương tộc thái cổ này bị hắn thu phục. Đấu chiến thánh viên cũng biến sắc, bộ lông màu vàng toàn thân dựng thẳng đứng, thần lực cửu chuyển trong cơ thể, bên ngoài thân thể có chín đạo thần quang hiện lên, càng ngày càng mãnh liệt. Cửu chuyển thiên công của bộ tộc đấu chiến thánh viên. Xích Long đạo nhân không dám sơ suất, trên bàn tay to có xích long lượn lờ, phát ra tiếng long ngâm vang vọng khắp thiên địa. Mọi người thực kinh ngạc, không biết Xích Long lão đạo vì sao hiểu biết rõ về vương tộc thái cổ như vậy, tuy nhiên lúc này không ai nghĩ nhiều làm gì. Cửu chuyển thiên công một khi vận chuyển lên, có thể so cao thấp cùng thiên thần. Mỗi một sợi lông của đấu chiến thánh viên đều như điện mang lóe ra, rực rỡ chói mắt, chiến ý cường đại, sát ý khủng bố, như sóng thần tấn công.
Hỏa nhãn kim tinh của nó đánh ra một kích bá tuyệt thiên địa, nắm tay đầy lông màu vàng, lập tức đánh lên bàn tay to màu máu. Thần lực cửu trọng một trọng tiếp theo một trọng, trước sau phóng tới phía trước, có thể nói chính kích chấn động trời cao, vì thế không gì sánh nổi cường đại như xích long đạo nhân cùng lộ thần sắc ngưng trọng, xích long trên bàn tay to ngẩng cao đầu, hợp nhất cùng bàn tay máu, long ngâm vang động thiên địa. Không ngừng chấn động ráng mây đỏ chói mắt. Hắn không thể không như thế, bởi vì cửu chuyển thiên công đánh ra thần lực chính trọng không ngừng chồng lên nhau, trọng sau còn khủng bố hơn trọng trước, chính kích hợp nhất có thể xé nát thiên địa. Ầm. Như là di sơn đảo hải, lại như hồng thủy ngập trời, chính kích kinh thế của cửu chuyển thiên công vừa ra, xưng được với gió mây biến đổi, thiên địa thất sắc. Nếu để mặc cho nó đi ra, không chỉ nói thạch viên hiệu chữ thiên, chính là toàn bộ thạch phường đều khó tránh khỏi trở thành tro bụi. Đây là thủ đoạn kinh thiên của bộ tộc đấu chiến thánh viên trong thời thái cổ. Vị đại năng cơ gia, từ thiên hùng đại cường đạo thứ ba bắc vực, Trung Châu đại hạ hoàng thúc đồng thời ra tay, phong tỏa mãn không gian này, với đạo văn huyền ảo phức tạp ngăn cách nơi này. Ngay cả như thế, mọi người vẫn như cũ sởn tóc gáy từng trận, có thể nhìn thấy sát khí trong tràn đấu xông lên tận trời, như có trăm ngàn dòng sông lớn ngược hướng chảy lên bầu trời. Xích Long lão đạo dám tiếp được chính kích kinh thế của cửu chuyển thiên công. Đạo bào của kỷ bay phất phới, nhưng chính hắn lại không nhúc nhích chút nào. Đông, đông, đông. Đấu chiến thánh viên không thể lay chuyển đối thủ, bộ lông màu vàng quanh thân đều ảm đạm xuống, nó rung động một trận, không ngừng thối lui, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều nứt ra một cái khe lớn khủng bố. Bàn tay to màu máu giữa không trung kia ép xuống, chậm rãi tới gần. Bao phủ toàn thân nó, phát ra từng tràng tiếng long ngâm. Mọi người ồ lên, Xích Long lão đạo quả nhiên có thể dọc ngang đông hoang, không ngờ lại có thể thu phục một vương tộc thái cổ, nếu tiếp tục bồi dưỡng nó, sau này các thánh địa có phiền toái lớn rồi đây. Đấu chiến thánh viên gầm nhẹ, bộ lông màu vàng dựng thẳng, trong đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang, không ngờ lại phá vỡ hư không. Lúc này, thời gian như ngưng lại, không có cảm giác trôi qua, đấu chiến thánh viên vươn một bàn tay, xuyên thủng trong hư không cầm lấy một vật. Sáng trong suốt, màu bạc rực rỡ như tinh thần hội tụ mà thành, đúng là khối nguyên đặc sắc bén trong có phong bế thần nữ kia, bị đấu chiến thánh viên chụp vào trong tay. Không ngờ nó lại hiểu được không gian thuật, vượt qua mọi người đoán trước. Đôi mắt có thể xuyên qua hư không để lấy vật, phần thần thuật này chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho lòng người kinh sợ. Hỏng rồi. Vị đại năng cơ gia, Từ Thiên Hùng, đại hạ hoàng thúc đều nhíu mày, cảm thấy đại sự không ổn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Ầm. Sát ý như biển rít gào chen chúc lao xuống, thổi quét khắp bầu trời như là một ma đế vượt qua chư thiên, đi tới thế gian. Trong tay đấu chiến thánh viên xuất hiện một mũi mâu màu máu, tuy rằng loang lỗ rỉ sét gần như sắp mục nát, nhưng lại hợp nhất cùng nó. Bộc phát ra một cổ sát khí kinh thiên, dường như dẫn động tinh hà trên chín tầng trời. Bầu trời lay động, mặt đất rung chuyển, lòng người cũng chấn động. Nó cầm hung binh trong tay ngăn chặn được Xích Long đạo nhân, đứng ngạo nghễ trên không trung. Cùng lúc đó quanh thân nó thần mang bắn ra bốn phía, cuốn lấy các mảnh vỡ thần nguyên trên mặt đất, bao gồm cả kỳ nguyên. Nhất là khi nó rút ra mũi mâu, trên người thần nữ lưu lại một lỗ máu, lại có thần quang năm màu sắc vọt vào, khí trời lưu chuyển bị che lại hoàn toàn. Mọi người thật hít một hơi khí lạnh, đấu chiến thánh viên lại cầm hung binh tuyệt thế kia vào tay, quả thực như hổ thêm cánh, nó ngạo thị bốn phương, hào quang trong mắt như ngọn lửa phi thường kinh người. Xoạt. Đấu chiến thánh viên cầm trong tay mũi mâu màu máu, bước nhanh tiến lên đâm tới phía trước, huyết quang lao ra, đâm thẳng tới yết hầu của Xích Long đạo nhân, tràn ngập sát ý lạnh thấu xương ùng ùng mãnh liệt kéo tới. Nếu là người bình thường, đừng nói là đón đánh, dưới loại sát khí này ắt hẳn phải nằm sụi lơ trên mặt đất, bị xé thành thịt nát. Thế nhưng Xích Long đạo nhân là hạng người nào chứ? Hắn căn bản không có lui, ngón tay như mũi nhọn, điểm tới phía trước, 81 đạo kiếm khí màu máu xuyên qua hư không, đánh tới đấu chiến thánh viên phía trước. Keng. Đấu chiến thánh viên mạnh mẽ dùng lực vung lên hung binh, chiến mâu phát sáng vút tới, giống như đánh vỡ hàng rào không gian, ngàn vạn phong mang đánh nát toàn bộ kiếm khí. Vù vù. Chiến mâu đầy rỉ sét dường như sống lại, sát khí tuyệt thế càng kinh người, nó tự chủ rung rung, làm như đang khát khao máu tươi. Huyết quang lóe ra, ở chung quanh nó nhưng lại hiện ra thay chất thành núi máu chảy thành sông. Đây là một hình ảnh đáng sợ trong máu loãng thấm trong chiến mâu, trong biển máu xương trắng chìm nổi. Nó đẫm máu mà sinh, hóa thành một đạo tia chớp màu máu xuyên qua hư không, đánh chết một đám người, trong đó có một cao thủ tuyệt đại. Một kích kinh thiên xuyên thủng thiên địa, đâm chết một thân ảnh cao lớn đầu đội vương miện. Cuối cùng, lại hóa thành một con chân long màu máu, núi sông thất sắc, tập kích vào phía sau lưng một thiếu nữ, đâm thủng ngực mà qua, ghim nàng ở nơi đó. Mọi người đều biến sắc, cảnh tượng lóe ra trong mơ hồ, đủ để nói lên sự hung tàn của binh khí này, từng tuyệt sát qua vương của thái cổ. Nó có được sát khí đáng sợ như vậy,
hết thảy đều có vẻ hợp tình hợp lý, từng giết qua đại nhân vật kinh thiên động địa, nhiễm qua máu tươi của họ. Tuy rằng không phải vũ khí cực đạo, nhưng hung uy cũng đủ để chấn thế, chi triển loại sát khí này đã đủ để áp chế hết thảy thần binh lưỡi dao sắc bén. Đấu chiến thánh viên cầm nơi tay huyết mâu hung uy hiển hách như thế, tự tin tăng lên gấp trăm lần, dùng ngôn ngữ thái cổ quát to một tiếng, lập tức liền đâm đến phụ cận. Xích Long lão đạo dùng tư thế cổ quái đón đánh, hắn như chân long vắt ngang trời, xương cột sống rung động kêu lóp bốt, giống như là thân rồng mạnh mẽ dùng sức ngăn lại, hai chân như đuôi rồng quất xuống dưới. Bốt. Hắn lắc lư phóng ra thần mang đánh lên cổ mâu, chấn động rung chuyển bầu trời, nhưng không thể ngăn cản, mũi mâu như máu, vẫn như cũ đâm lại đây, di động theo thân ảnh của hắn. Xích Long lão đạo ngâm khẽ một tiếng, như tiếng rồng gầm vang động trời cao, trong tay hắn huyết quang nhoáng lên một cái, xuất hiện một thanh huyết long tiên, đánh về phía chiến mâu. Keng. Thanh âm va chạm phát ra chói tai, huyết long tiên hình dáng như một con rồng, giao phong kịch liệt cùng chiến mâu, va chạm qua lại, đống lửa bắn ra bốn phía. Kiện huyết long tiên kia là Xích Long lão đạo lột xác lưu lại luyện hóa mà thành, không ngờ lại ngăn không được hung binh. Đại Hạ Hoàng thúc giật mình cả kinh. Hắn vừa nói như vậy, những người khác càng thêm chấn động, Xích Long lão đạo lột xác lưu lại tuyệt đối là tài liệu tuyệt phẩm luyện khí, nhưng huyết long tiên lại đang ngâm khẽ, dường như không chịu nổi. Sao có thể như vậy, cây cổ mâu kia đều mục nát, mắt thấy sắp gãy, như thế nào còn có thể chắc chắn như thế? Rất nhiều người cũng không thể hiểu, thần sắc đầy kinh sợ, càng ngày càng cảm thấy được chủng tộc thái cổ cường đại và thần bí, ngay cả binh khí đều như thế. Hình dáng tuy rằng sắp mục nát, nhưng sát ý bất diệt, binh hồn đang vào đạo cùng lý đủ để chống đỡ, còn có thể trường tồn tiếp, vì vậy áp chế được huyết long tiên. Vị đại năng cơ gia lên tiếng. Vù. Đấu chiến thánh viên phi thường dũng mãnh, dùng cổ mâu như là cây côn lớn, vung múa lên áp lực đè sụp hư không, quả thực muốn đánh vỡ thiên địa, lực áp Xích Long đạo nhân. Hỏa nhãn kim tinh của nó lực vô cùng lớn, vận chuyển cửu chuyển thiên công, như muốn so cao thấp với trời cao, bộ lông màu vàng toàn thân óng ánh, uy thế vô song. Từ xa trên không trung, mọi người kinh hãi nghị luận, rất nhiều người đều thầm nói trong lòng, nếu Xích Long lão đạo đều ngăn không được nó, có thể sẽ có một trường đại họa đây. Đây quả thực chính là tôn ngộ không tái sinh, chẳng lẽ đại thánh gia cũng là chủng tộc này? Đây là lời nói của bàn bác, nói ra trong lúc mọi người đang hỗn loạn, không ai để ý tới. Diệp Phàm cùng trong lòng có cùng cảm giác như vậy, thấy thế nào đều giống như con khỉ trong truyền thuyết kia sống lại. Chẳng lẽ Tề Thiên Đại Thánh ở chỗ tinh không kia là từ trong nguyên thạch đi ra? Nếu Trung Quốc cổ thật sự từng xuất hiện một con khỉ như vậy, nói không chừng thực là đến từ cùng một chủng tộc, đấu chiến thánh viên. Đấu chiến thánh viên càng ngày càng dũng mãnh, lực lớn vô cùng, một côn nện xuống, cường đại như Xích Long lão đạo đều sắp không chịu nổi, huyết long tiên trong tay hắn suýt nữa bị gãy đoạn. Mà đúng lúc này, chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, cây chiến mâu đầy rỉ sét kia tự chủ rung chuyển, chấn ra khí tức khủng bố càng ngày càng cường đại. Binh hồn sống lại, không xong. Xích Long đạo huynh chúng ta trợ giúp huynh. Vạn nhất hung binh hoàn toàn thức tỉnh, chính là tới một trường tai nạn, trừ vũ khí cực đạo ra, chỉ sợ ít có binh khí có thể đánh nát được nó. Vị đại năng cơ gia, Từ Thiên Hùng cùng với Đại Hạ Hoàng thúc đều định tiến lên, bọn họ sợ đấu chiến thánh viên dựa vào hung binh này tàn sát tứ phương. Hãy để tự mình ta được rồi. Xích Long lão đạo bình tĩnh lên tiếng, thu hồi huyết long tiên, dựng thân ngay tại chỗ, hai tay múa may, bầu trời đều bởi vậy rung chuyển lên. Chân Long cửu thức. Rất nhiều nhân vật lớp người già cả kinh kêu lên. Tuyệt học vô thượng của yêu tộc, thuộc riêng nhất mạch Giao Long, nghe nói đã đoạn tuyệt kế thừa, không nghĩ tới bị Xích Long đạo nhân tiếp tục diễn ra. Mặc cho đấu chiến thánh viên thần lực xé trời, cũng không đã thương được mảy may Xích Long đạo nhân, hắn đang thay trời đổi đất, khoảnh khắc hai tay hắn khép kín, gần như sáng lập ra một cái tiểu thế giới. Xích Long đạo nhân dùng hai tay nghiền ép vòng trời, giờ khắc này đã xảy ra một màn khó tin, không gian đều bị vặn vẹo và nên ép. Hắn luyện hư không, ngăn cách ra một cái tiểu thiên địa độc lập, phạm vi chỉ có mấy trượng, muốn trấn áp đấu chiến thánh viên vào trong đó. Chân Long cửu thức không những tiếp tục diễn ra, hơn nữa gần như được bố trí hoàn chỉnh, Xích Long đạo nhân thật khủng bố. Lớp nhân vật người già đều rúng động, không ai không biến sắc, cảm thấy lão yêu quả nhiên pháp lực nghịch thiên, thủ đoạn kinh thế. Đấu chiến thánh viên dường như cảm nhận được đại sự không ổn, hai tròng mắt phóng kim quang thẳng hướng lên trời, nó cũng hiểu được không gian thuật, dùng mâu quang xé rách mở ra một mảng không gian. Không xong. Mau ngăn nó lại, đừng cho nó vượt qua hư không. Hỏa nhãn kim tinh của nó có thể mở ra vực môn, đừng để nó chạy thoát. Vị đại năng cơ gia, Từ Thiên Hùng, Đại Hạ Hoàng thúc đồng thời ra tay, đánh về phía cánh cửa không gian và cặp đồng tử trong mắt của đấu chiến thánh viên, không để cho nó có cơ hội chạy trốn. Vực môn bị phong bế,
Con ngươi vàng của đấu chiến thánh viên bị công kích, bị lực lượng mãnh liệt của xích long lão đạo đè ép, thân thể làm như bị thương, lão đạo thối lui. Nó thối lui đến phụ cận mảnh vỡ tiên phần, bỗng nhiên ra tay ôm lấy khối kỳ nguyên có phong bế thần nữ kia, thần nguyên vỡ vụn trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên, rồi hào quang nhoáng lên một cái, nó biến mất trong một cái hắc động. Sao lại thế này? Tất cả mọi người đều khó hiểu, trong thạch phường ồn ào huyên náo như vỡ chợ. Xích long lão đạo tiến lên đá văng ra mảnh nhỏ tiên phần, ở tại chỗ phát hiện một ít đạo văn giống như tinh mang, đang chậm rãi ảm đạm xuống. Vị đại năng cơ gia nói, đây là con khỉ thực giảo hoạt sớm lưu sẵn đường lui, có thể đánh lại chúng ta thì đánh, đánh không lại cũng có thể trốn thoát. Con khỉ này còn chưa trưởng thành mà đã cường đại như vậy, thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Đuổi theo, nó không thể rời đi quá xa thần thành. Mấy người này chợt nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng. Con khỉ chết tiệt, ngươi trả lại ta thần nguyên đi. Diệp Phàm ở trong thạch viên vận khí kêu to. Bong. Đột nhiên, tiếng chuông khoan thai vang vọng thần thành, chấn động mọi người, toàn thành đều chấn động. Tiếng chuông loại này rất quen thuộc, đã là lần thứ ba vang lên, âm vang của vô thủy chung từ Tử Sơn theo những người vượt qua hư không mà truyền đến. Thần thành kinh động lớn rầm rĩ, so với nhìn thấy vương của thái cổ còn khiến người ta rung động hơn. Mọi người biết rằng, lần tấn công Tử Sơn cuối cùng này đã có kết quả. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.